Mình chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đã quay lại với kênh YouTube Bergman Trà Vinh. Hôm nay thì Bergman Trà Vinh sẽ dẫn quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đến tham quan một cái kiến trúc bị bỏ hoang tại chùa Phước mà được rất là nhiều bạn trẻ đến quay phim chụp hình. Cái kiến trúc này ha các bạn. Kiến trúc này thì ở xung quanh ngôi kiến trúc này thì toàn là cây cối không các bạn. Ở đây thì mình cũng không rõ là kiến trúc công trình nào nữa hay các bạn. Nhưng mình nghĩ thì đây chính là một cái nền móng nào đó. Có thể là một nền móng của một ngôi sa la hay là một ngôi chùa nào đó hồi xưa bị sụp đổ nên bỏ hoang tới giờ. Còn nếu các bạn nào biết vì lịch sử của nền móng này thì hãy cho mình xin một ít thông tin bằng cách bình luận ở dưới video cho mình biết với nha. Bây giờ mình mời tất cả các bạn hãy cùng mình bước vào bên trong nha. Thì mình thấy thì bên trong khá là hoang sơ các bạn. Phía trên thì không còn ngói nào nữa. Những bức tường thì đã bị bung tróc. Nhìn có vẻ hoang sơ vậy thôi, nhưng mà ở nơi này lại được rất là nhiều bạn trẻ đến tham quan quay phim chụp hình. Hồi xưa khi mình thấy một số bạn trẻ thì đăng lên những tấm hình của mình vì những công trình này thì mình thấy rất là lạ. Ở công trình nào đây? Sau này mình phát hiện ra là tại chùa Phước. Ở phía bên trong thì có rất là nhiều dây leo thả xuống các bạn. Những bức tường thì bốc tróc rất là nhiều các bạn. Cái nền móng này theo mình thấy là đã rất là lâu các bạn. Vẫn còn một số như là cột, kèo mà nó bị mục nát hết trơn, mục hết trơn. Bây giờ mình mời quý cô chú anh chị và tất cả các bạn hãy cùng mình tiếp tục đi tham quan xung quanh ngôi kiến trúc bị bỏ hoang này nha. Mình cũng xin được thông tin với quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chùa Phước là tọa lạc tại khóm 1, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Là một ngôi chùa rất là đẹp và nổi tiếng tại Trà Vinh. Ở clip trước thì mình cũng có làm hai clip review về Angkor Wat Mini tại chùa Phước và cũng như là một clip review toàn cảnh về chùa Phước. Nếu tất cả các bạn nào muốn xem thì có thể vào kênh Bergman Trà Vinh của mình xem những clip trước về chùa Phước nha. Rễ cây với mấy cái dây leo bò lên vách tường nhóc luôn các bạn. Quá trời luôn. Công trình này theo mình nghĩ là cũng rất là lâu rồi đó các bạn. Đây, như tất cả các bạn có thể nhìn thấy thì còn có một cái cột gỗ hả các bạn, nhưng cũng đã mục hết trơn rồi. Trên kia thì có một cái cây thả xuống. Xung quanh cái công trình bị bỏ hoang này hầu như là toàn là cây cối hay không các bạn. Nếu tất cả các bạn nào muốn đến đây tham quan cũng như là chụp ảnh thì tất cả các bạn phải dòm thật kỹ mới thấy các bạn, tại xung quanh toàn là cây không à. Thấy công trình bỏ hoang vậy mà được rất là nhiều bạn trẻ đến đây chụp hình quay phim đó các bạn. Mình cũng không hiểu tại sao luôn. Nhưng mà mình phải công nhận một điều là khi mà cái công trình này khi mà được các bạn trẻ chụp lên chụp hình lên đó các bạn, nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Thực sự rất là đẹp. Lúc trước thì khi mà mình thấy cái tấm hình của tất cả các bạn, một số bạn trẻ chụp hình gửi lên đó các bạn, mình cũng có ý nghĩ là cũng muốn đến đây để mà chụp hình một lần. Mà tại thời điểm đó thì mình cũng không biết là ở ngôi chùa nào. Sau này thì mình mới biết là ở chùa Phước, Trà Vinh.
Những bức tường đã bị bong tróc rất là nhiều. Ngoài ra thì vách tường thì còn bị đóng rong rêu rất là nhiều luôn các bạn. Đây, các bạn có thể để ý nhìn kỹ, hình như đây là một bức tượng Phật thì phải. Các bạn có nhìn thấy không? Hình như đây là một bức tượng Phật thì phải. Phía trên thì là cái cột đã bị mục nát. Ở đây do mình hôm nay mình đi quay thì mình không có thấy các vị sư nào ở đây trong, không có gặp được các vị sư nào, nên mình không có tìm hiểu được cái thông tin cụ thể về cái công trình kiến trúc bỏ hoang này. Nếu có dịp thì mình có quay lại đây quay á, thì mình sẽ tìm hiểu thông tin một cách kỹ càng hơn. Sau đó thì mình sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn gần xa được biết. Nhìn hoang sơ vậy nhưng mà khi mà được chụp ảnh lên nhìn rất là đẹp đó các bạn. Phải công nhận một điều là rất là đẹp. Đây xung quanh toàn là cây cối không các bạn? Toàn là cây cổ thụ cao cao bự bự không các bạn? Này giống như cột hành lang ấy các bạn. Còn đây là những bức thềm đi lên. Đó, đây là gốc mái nhìn từ xa các bạn. Mời tất cả các bạn hãy cùng mình chiêm ngưỡng nha. Có thể một số bạn nào khi mà mình up video này lên, có thể là sẽ vừa nhìn thấy cái công trình bỏ hoang tại Trùng Phước này, có thể là nhìn là vừa nhìn là biết liền là ở đâu liền. Và cũng có thể cũng có một số bạn cũng nhìn vô thì cũng không có biết đâu các bạn. Ở đây thì mình cũng xin được nhắc lại thì công trình này là ở Chùa Phước, tọa lạc tại khóm 1, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Nếu tất cả các bạn nào muốn đến đây quay phim chụp hình tại đây thì có thể là đến Chùa Phước hay tất cả các bạn. Rồi, mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Nhớ đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Và bây giờ mình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.